À, với cặp V50F này ấy, thì công suất tổng maximum của nó là 800W của cặp V50F. Nhưng mà các bác để ý em toàn ghép âm ly khoảng tầm độ hơn 100W thôi. Bởi vì nếu mà không ghép những cái dòng âm ly này thì rất nhiều anh em nhìn thấy cái thông số của cặp V50F này là đã sợ rồi. Sợ là sợ cái gì ạ? Sợ là âm ly mình không tải nổi. Cặp V50F hôm nay em ghép cho các bác cũng một vài bác yêu cầu, hôm nay em ghép cho các bác với dòng đờn âm. Pioneer em ghép nhiều rồi, săn xui rồi, Marang ghép rất nhiều với V50F. Hôm nay em ghép cặp này với V500V. PMA500V, em này các bác biết rồi, công suất tiêu thụ có 150W thôi nhé. Công suất tiêu thụ 50W và đang chơi cặp siêu phẩm V50F. Đấy, cặp này công suất maximum 1 chiếc là 400W. Công suất maximum. Em sẽ test cho các bác. Cặp này thì nó nghe nhạc tốt, hát tốt và có cái clip mà em đã theo cho các bác xem cái nội thất, nó rất là hay này và rất là chất lượng rồi. Bây giờ anh em nghe cùng nghe nha. 150W nha. Chẳng nghe tiếng khen anh, bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nọng ơi hãy về cùng anh, thương anh rượu anh lên ngựa gặp gành đường xa họa chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn, thương anh theo anh về bàn. Sở hữu em V50F này thì alo trực tiếp cho bên em nhé. V50F cặp đích danh cặp này thì giá khá là hợp lý, 15.8 cho cặp V50F, công suất khủng long này. Đấy, còn phối ghép thì nó hết sức đơn giản với san xui, với đờ nông, với pioneer, những cái dòng tầm khoảng trên 100W. Là em cấu, là anh em hát nghe nhạc tốt luôn. Kể cả như V50F này nhá, với cấu hình 500V này, anh em muốn hát anh em có thể dùng thêm vang nữa là anh em hát được, không phải cầu kỳ. Những cái dòng V50F nhìn chung là dòng loa anh em ưa chuộng bởi vì tiếng tốt và dễ ghép. Một cặp loa hay ấy, thì nó phải dễ ghép để nó đạt được cái tiếng mong muốn, chứ không phải là một cặp loa hay mà lại kén được có một vài model để gọi là chơi được nó thì đôi khi tìm đồ đánh rất là mệt mà nó rất là tốn kém. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.